tạm quên những cái mẫu tủ lạnh nội địa Nhật, hàng lướt hay là hàng cũ đi. Trong clip ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một mẫu tủ lạnh hàng nội địa Nhật mới 100%, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Mà giá thì lại chỉ như hàng lướt thôi các bạn ạ. Đấy là cái điều thú vị mà tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn. Và mẫu tủ lạnh ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn đấy chính là mẫu tủ lạnh đến từ thương hiệu Hitachi. Phiên bản mới nhất của Hitachi sản xuất trong năm 2024 luôn các bạn nhé. Giá lại chỉ như hàng lướt. Đấy mà cái điều thú vị. Chúng ta sẽ cùng đi xem là mẫu đời mới nhất của Hitachi này nó có điểm gì hay. Về thiết kế thì chúng ta thấy một thiết kế rất mới, đúng không ạ, liền khối luôn, không còn cạnh nữa. Với cái thiết kế mới này, vật liệu mới này thì chúng ta sẽ không thấy bám vân tay. Với cái vân xước này chúng ta sẽ rất dễ kết hợp với lại cái màu nội thất, cái vân nội thất của chúng ta, ví dụ như vân tủ bếp bằng gỗ chẳng hạn. Đó. Màu chủ đạo của mẫu tủ này sẽ là màu xám lông chuột. Nhìn nó đủ cái độ sang trọng nhưng mà nó lại không bị tối nhà. Đấy là những cái thiết kế mới bây giờ mà các thương hiệu họ cũng đang hướng đến cái mẫu thiết kế này các bạn ạ, không chỉ Hitachi. Đấy là về phía bên ngoài. Đây, tôi sẽ quay các cái góc cạnh để cho bạn xem cho nó chi tiết nha. Cái hay ở đây thì đây là một mẫu tủ mới 100%. Chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi các bạn. Dung tích lít của mẫu tủ này là 540 lít. Một dung tích cũng rất là lý tưởng để chúng ta dùng cho gia đình. Các bạn thấy không ạ? Các cái đường nét của nó liên khối, không còn các cái góc cạnh nữa. Một cái thiết kế mới. Đây là kích thước của nó ghi ngay ngoài tủ luôn các bạn này. Chiều ngang là 65, chiều sâu là 65 và chiều cao là 1m833. Đó. Chúng ta cùng xem nội thất của nó nhé. Vì nó là một mẫu tủ mà mới 100% chưa qua sử dụng. Hiện tại bây giờ lốc còn chưa chạy các bạn nhé. Đây chỉ chạy đèn sáng thôi. Khi khách mua thì tôi bắt đầu mới mở lốc để cho lốc chạy. Nghĩa là nó đang chạy chế độ demo thôi. Chúng ta cùng nhìn cái khoang nội thất của nó này. Ở cái mẫu đời mới của Hitachi bây giờ họ đã cải tiến toàn bộ để cho chúng ta có một cái diện mạo mới. Thay vì là các cái khay nhựa phồng phành ở cái mẫu tủ đời trước thì mẫu tủ đời mới này là khay kính chịu lực toàn bộ này. Đấy, thay vì là ngăn hút chân không thì mẫu tủ đời mới này họ trang bị ngăn cấp đông mềm này. Tất cả các cái thương hiệu tủ bây giờ đều hướng đến công nghệ đông mềm để chúng ta bảo quản đồ ăn, thịt cá trong vòng 1 đến 3 ngày mà không cần phải giã đông. Rất là tiện. Bên Nhật thì họ hay để họ ăn, họ để cá hồi họ ăn sống ấy. Chúng ta cũng có thể sử dụng ở mục đích này hoặc là nhiều mục đích khác. Bảng điều khiển của mẫu tủ này thì sẽ đặt ở phía bên trong này. Bảng điều khiển này thì gần như cả năm hay là vài năm chúng ta cũng chả cần điều chỉnh bao giờ, vì nó tự động toàn bộ rồi các bạn. Chúng ta không cần phải điều chỉnh cũng được. Bên cạnh đó thì tôi vẫn sẽ có màn dịch tiếng Việt và clip hướng dẫn nên chúng ta dễ sử dụng thôi. Vì là mẫu tủ đời mới nên là nó có những thiết kế mới, có những công nghệ rất là hay để bảo quản đồ ăn được tốt hơn. Khu vực này chúng ta để trứng này. Đây chắc ký hiệu 14 của trứng. Ngăn trên này chúng ta sẽ để đồ ăn chín, nước uống và quả. Các cái chai lọ chúng ta để ở hai bên này sẽ để được rất nhiều các bạn nhé. Thiết kế của tủ Nhật cùng dung tích lít nhưng nó sẽ để được rất nhiều đồ, nhiều hơn tủ side by side. Chúng ta nhìn này, các khay nhựa nó thì đều có thiết kế vân kim cương. Đây rằng là chi tiết nhỏ thôi nhưng mà cho thấy độ tỉ mỉ của hãng. Họ đang muốn hoàn thiện về thẩm mỹ các bạn ạ. Đó là khoang trên. Khoang dưới này thì sẽ là một ngăn đá rơi và một ngăn đông nhỏ. Đấy, một ngăn đá riêng biệt như này, một muôi để múc đá. Ngăn đá riêng biệt như này chúng ta dùng đá sẽ rất là vệ sinh, sạch sẽ. Ngăn đông nhỏ này chúng ta sẽ để kem, sữa chua hoặc là để đồ ăn đông thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta nhé. Bên dưới này thì là một ngăn đông lớn này, để thịt cá lâu ngày. Dung tích lít của nó là 540 lít các bạn ạ. Các bạn nhìn này, tất cả khay nhựa đều làm vân kim cương. Nhìn rất là cầu kỳ sang trọng. Ở trên này chúng ta sẽ được trang bị một cái khay tôn để chúng ta làm đông nhanh. Khi chúng ta để thực phẩm ở đây thì thực phẩm sẽ đông xe rất nhanh. Chúng ta có thể để nguyên con lợn ở trong cái khoang này được các bạn ạ. Bên dưới này thì sẽ là ngăn mát để chúng ta để rau củ. Ngăn mát để rau củ lâu ngày. Nó sẽ bảo quản được rất là tốt. Với hệ thống cảm biến ẩm của nó thì độ ẩm của nó sẽ đạt đến mức 90%, để chúng ta để rau củ được một khoảng thời gian rất là lâu mà không bị khô héo, không bị mất chất các bạn nhé. Một mẫu tủ mới 100%, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Một mẫu tủ được tích hợp rất nhiều công nghệ bảo quản đồ ăn xịn sò của Hitachi.
mà giá thì chỉ như là hàng lướt thôi. Và trong clip này tôi sẽ để cho các bạn một mức giá là 38 triệu, 38 triệu các bạn nhé. Các bạn ra ngoài thị trường các bạn mua một mẫu tủ hàng lướt, chúng ta cũng phải bỏ ra hơn 30 triệu rồi, đâu đó phải đến 36-38 triệu. Vậy thì tội gì chúng ta không nhanh tay để sở hữu một mẫu tủ hàng mới 100% chưa qua sử dụng như thế này, đúng không ạ? Mỗi một clip khi tôi lên thì chỉ có một mẫu duy nhất. Các bạn hãy nhanh tay để sở hữu những mẫu tủ như thế này nhé. Vâng, hàng đang có sẵn tại kho Nhật Bùi Huy, các bạn có đến xem hàng trực tiếp hoặc gọi điện cho tôi để tư vấn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật. Bấm vào biểu tượng hình cái chuông ở góc màn hình để nhận thông báo khi tôi lên clip mới. 6 tháng cuối năm hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều siêu phẩm đến từ hàng nội địa Nhật. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.